Cô chào các bạn học sinh lớp 1. Hôm nay chúng ta sẽ qua hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động kể chuyện. Các con nhìn lên màn hình và trả lời cho cô biết đây là hoa gì. Đúng rồi, đây là hoa cúc trắng. Vậy hoa cúc thì có công dụng như thế nào? À, hoa cúc rất có rất nhiều công dụng, như là ướp trà, trang trí, cắm hoa, làm thuốc. Và trong thế giới loài hoa, mỗi một loài hoa có sự tích riêng. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe sự tích của một loài hoa, nói lên tấm lòng hiếu thảo của một cô bé đối với mẹ của mình. Tấm lòng hiếu thảo ấy sẽ thể hiện qua câu chuyện Bông hoa cúc trắng, dựa theo truyện cổ tích Nhật Bản. Các con cùng chú ý lắng nghe nhé. Ngày xưa, có hai mẹ con, một cô bé, sống trong một túp lều. Họ phải làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn. Một hôm, người mẹ bị ốm nặng, không có tiền. Cô bé chỉ biết tận tụy, ngày đêm chăm sóc mẹ của mình. Một lần, người mẹ tỉnh dậy, nói với con: Con ơi, mẹ thấy trong người mệt lắm, con mời thầy thuốc về đây cho mẹ. Cô bé vội vã ra đi. Trên đường, cô gặp một ông lão, râu tóc bạc phơ. Cụ hỏi: Cháu đi đâu mà vội thế? Thưa cụ, cháu đi tìm thầy thuốc. Mẹ cháu ốm đã lâu, bệnh mỗi ngày một nặng. Cụ già nhận mình là thầy thuốc. Và thế là cô bé dẫn cụ về xem bệnh cho mẹ. Xem xong, cụ bảo: Bệnh mẹ cháu nặng lắm, cháu hãy đi đến gốc đa đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp, về đây để ta làm thuốc. Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé chỉ phong phanh một mảnh áo mỏng. Cô chạy thật nhanh trong gió rét đến gốc đa đầu rừng. Quả nhiên ở đó có một hoa trắng rất đẹp. Cô bé liền hái hoa ấy. Bỗng cô nghe văng vẳng bên tai tiếng của cụ già: Mỗi cành của bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm. Cô bé cúi xuống đếm những cánh hoa và kêu lên: Trời ơi, mẹ tôi chỉ còn sống được 20 ngày nữa ư? Nghĩ một lát, cô chạy ngay ra gốc đa, nhẹ nhàng xé những cánh hoa ra thành nhiều sợi. Kỳ lạ thay, mỗi sợi liền biến ngay thành một cánh hoa nhỏ, dài, mượt và trắng bông. Những cánh hoa cứ theo tay cô mọc ra nhiều không sao đếm xuể. Cô bé sung sướng nâng trên tay bông hoa quý, chạy như bay về nhà. Cụ già tóc bạc đã đợi cô ở cửa. Cụ nói: Mẹ cháu đã khỏi bệnh, phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đây. Từ đó hàng năm, hễ cứ đến mùa thu, thường nở những bông hoa có nhiều cánh dài, mượt, rất đẹp. Đó chính là những bông hoa cúc trắng. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. À, bây giờ các bạn sẽ trả lời cho cô một số câu hỏi. Qua câu chuyện cô vừa kể, có nhân vật nào? Đúng rồi, trong câu chuyện cô kể có người mẹ, cô bé, ông cụ. Ngoài ra còn có giọng của người dẫn chuyện. Vậy muốn kể một câu chuyện diễn cảm, con cần chú ý điều gì? À, chúng ta cần chú ý về giọng kể. Với người dẫn chuyện thì giọng kể cảm động, chậm rãi. Người mẹ, giọng nói yếu ớt, mệt mỏi. Cô bé, lễ phép khi nói chuyện với ông cụ, hoảng hốt khi đếm bông hoa chỉ có 20 cánh. Còn ông cụ thì nói bằng giọng gì? À, ông cụ nói giọng chậm rãi, ôn tồn. Bây giờ các con sẽ quan sát lại tranh và trả lời các câu hỏi dưới tranh. Bức tranh đầu tiên, người mẹ bị ốm nói gì với con? Bức tranh số 2, cụ già nói gì với cô bé? Bức tranh số 3,
Cô bé làm gì sau khi hái được hoa? Bức tranh cuối cùng, câu chuyện kết thúc như thế nào? Để trả lời là được các câu hỏi trên, thì các con cùng nhớ lại câu chuyện nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của bức tranh số 1, người mẹ bị ốm nói gì với con. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lại nội dung câu chuyện. Các con hãy cho cô biết cuộc sống của hai mẹ con cô bé như thế nào. Đúng rồi, cuộc sống hai mẹ con rất nghèo, sống trong một túp lều. Vậy chuyện gì xảy ra với mẹ cô bé? À, mẹ cô bé bị ốm nặng. Vậy người mẹ bị ốm nói gì với con? À, người mẹ nói: con ơi, mẹ thấy trên người mệt lắm, con mời thầy thuốc về đây cho mẹ. Vậy bây giờ các con hãy nhắc lại lời thoại của người mẹ trong chuyện nhé. Câu hỏi tiếp theo, cụ già nói gì với cô bé? Các con hãy trả lời câu hỏi. Trên đường đi mời thầy thuốc thì cô bé gặp ai? À, trên đường đi cô bé gặp một ông lão đầu tóc bạc phơ. Khi khám bệnh cho mẹ xong, ông cụ nói gì với cô bé? À, ông cụ nói: bệnh mẹ cháu nặng lắm, cháu hãy đi tới gốc đa đầu rừng hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp về đây để ta làm thuốc. Cô mời các bạn nhắc lại câu thoại của ông cụ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua bức tranh tiếp theo và trả lời câu hỏi. Cô bé làm gì sau khi hái được bông hoa? Sau khi nghe lời ông cụ, cô bé vào rừng hái được bông hoa. Lúc đó cô bé nghe thấy điều gì? À, cô nghe thấy tiếng ông cụ nói: mỗi cánh hoa sẽ là một ngày, mẹ cháu được sống thêm. Vậy cô bé đã làm gì sau khi hái được bông hoa? À, cô bé đếm cánh hoa và xé nhỏ ra thành nhiều sợi nhỏ dài. Các con nhắc lại câu trả lời này. Câu hỏi cuối cùng, câu chuyện kết thúc như thế nào? Trong tranh này vẽ gì vậy các bạn? À đúng rồi, trong tranh vẽ cô bé đang cầm bông hoa cúc trắng về nhà và ông cụ đón cô bé ở cửa. Vậy câu chuyện đã kết thúc như thế nào? À, kết thúc câu chuyện là người mẹ khỏi ốm. Vậy tại sao cô bé xé cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ? Đúng rồi, cô bé xé cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ vì mỗi cánh hoa là một ngày mẹ được sống thêm, nên cô bé muốn hoa nhiều cánh để mẹ được sống lâu. Vậy câu chuyện này giúp em hiểu ra điều gì? À, qua câu chuyện giúp chúng ta hiểu được là con phải thương yêu cha mẹ, con cái phải chăm sóc yêu thương khi cha mẹ ốm đau. Tấm lòng hiếu thảo của cô bé đã làm cảm động thần tiên và giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ. Và bông hoa cúc trắng cũng là biểu tượng tượng trưng cho tấm lòng hiếu thảo của cô với mẹ. Các bạn hãy tập kể theo vai câu chuyện cho người thân và bạn bè cùng nghe và chuẩn bị bài chuyện tiếp theo, niềm vui bất ngờ. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở hoạt động tiếp theo nhé.